Ở đây rất là mát mẻ. Lúc nãy thì nó còn mưa nhưng mà bây giờ nó đã hết mưa rồi. Chỉ có cái là bây giờ trời mặt trời đang chuyển ở phía trên kia kìa. Đó, thấy không? Ở đây giờ trời chuyển dữ lắm. Ở đây phong cảnh rất là đẹp. Thì ở đây thì đang hướng lên xuống nhưng mà do là mình đi gặp mưa nhiều quá cho nên là bây giờ mình không có đi được nữa. Đi sợ nó có vấn đề mất công lắm. Mình không phải về nhà làm việc tiếp nữa. Đúng không? Phải làm việc mới được đi chơi nữa và cũng mới có thể đi được xa hơn để mà quay phim và quay phim cho các bạn xem. Thì sau này thì mình cũng làm nhiều thêm nhiều cái video khác nữa chứ không phải là đi như thế này đâu. Đây, các bạn thấy. Hôm nay có em mình đi nữa nhưng mà do là em mình đi lên trước rồi. Còn mình thì ở lại đây thôi để mình quay không phong cảnh cho các bạn xem thôi. Đây. Thì lát nữa có thể là mình sẽ đi lên nữa và cũng có thể là mình ở đây mình quay flycam luôn cho các bạn xem. Đây là cây rất là lớn. Nãy chú mưa ở đây. Đây. Đây là mấy đồi núi đây nè. Đó. Thôi xin chào các bạn nha. Rồi để có gì mình làm những clip khác cho các bạn xem ha.